Đây là những hạt lựu mà lúc nhỏ Trang cứ nghĩ nó là những hạt lựu thật và dành ăn cho bằng được nè. Còn đây là cái món tuổi thơ của rất là nhiều người, đó là món xương sa học lựu ha. Trở về với tuổi thơ một xíu, bây giờ mình làm cái món này ăn nha mọi người. Trang sẽ dùng bột năng pha thêm một ít nước màu đỏ của củ dền để làm ra những cái hạt lựu này nha. Và khi pha bột, mọi người nhớ cho nước củ dền vào từ từ thôi ha. Nắn cục bột cho nó tròn lại, nó không bị chảy và khô như thế này là được rồi. Xong rồi mọi người cắt khoanh ra ha, để bột lên một tờ giấy khoảng 15 phút cho nó khô bột lại. Rồi mọi người đem đi sắc hình hạt lựu. Mọi người sắc làm sao cho cái hạt nó vừa thôi và đều nhau thì nó sẽ ra giống cái hình hạt lựu. Còn mà sắc to quá thì nó sẽ không đẹp nha. Sắc bột xong rồi mọi người đem luộc với nước sôi khoảng tầm 15 phút ha. Bột nó sẽ chín và nổi lên như thế này. Mọi người vớt ra để vào một cái thau nước lạnh. Như vậy là chúng ta được những cái hạt lựu rồi ha. Còn đây gọi là xương sa nè mọi người, nhưng mà thực tế nó được nấu từ rau câu giòn á nha. Cái món này Trang nghĩ tuổi thơ ai cũng đã từng ăn nó ha. Và nó làm Trang nhớ lại cái thời đi học phổ thông á, các bạn hay rủ nhau đi ăn cái món này, nó vừa ngon mà lại rẻ nữa. Cái món này là phải ăn kèm với đậu xanh nước cốt dừa nè, trang thêm một ít nước đường, cho thêm một ít đá lạnh nữa là xuất sắc luôn á nha.